Alo, xin chào mừng ông bà của chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh YouTube của Soma TV cả nhà. Thì cả nhà ơi, thì hôm nay á thì mình đến cái địa điểm ở kênh Soma Vlog mình quay Maya là 2 3 bữa nay cả nhà. Thì cái nơi mà cái đầu cống phía bên ngoài á là cái địa điểm mà mình đang quay kênh Soma TV, thì nơi đó thì mới tập vừa rồi cả nhà. Là mình cúng kiến và đặt cam thì nó kéo chân. Và khi mà mình cúng kiến đạt cam thì xuất hiện hình như tận tới 2 3 con mà dài lắm, mà trên bờ thì lại có một cái vong linh hay quỷ gì đó mà tóc đỏ nha, người nữ đó. Nói chung thì khu vực đó quá là gì nhiều, mà những cái khu vực cống này á thì chắc có lẽ thì nhiều người ta biết đến là do nó có cái tên rất là đặc biệt, đó là cống Ma Gia đó cả nhà. Thì hôm nay á, mình đến với kênh Soma TV này là không phải mục đích mình quay ở đó, tại cái điểm đó thì mình quay ở kênh Soma Vlog đó, mình sẽ không quay ở điểm đó, mình sẽ đi vào sâu bên trong. Tại vì theo mình nghĩ á, là tại vì cái con nước nó ở khu vực đó, thì nếu mà nó có khu vực đó thì gần gần đó cũng sẽ có, tại vì Ma Gia thì nó ưa thích là kiểu như bầy đàn tụ tập đó cả nhà. Đó thì hôm nay mình định là sẽ dùng kênh Soma TV này đi xích vô bên trong này. Phía bên đây sau lưng mình có cái hầm đó cả nhà, mà cái hầm này trước đây vẫn có người bị kéo đó. Tại cái khu vực này á, lại khu vực á mà gọi là Ma Gia chùm rồi, tại vì người ta nói đây là cái cống Ma Gia. Cống Ma Gia là sao, là cái khu vực ở cái cống đó là có một số Ma Gia đó, mà tại vì người ta không có xác định được là nhiều hay ít thôi đó. Thì cái đồng này cả nhà, thì cũng thôi cả nhà mình rằng là cái đồng này bình thường vào mùa nước nổi là sẽ xả đê, và khu vực ở đồng này và mé lộ bên kia hoàn toàn ngập lút hết đó. Thì cái cống này á là nó có một cái cây cực, cái cây một cái trụ hình vuông lên như này, là cái vị trí đó là sau này á là nó chỉ còn lún lên một khúc khoảng như đây đó. Thì Ma Gia nó ưa lên cái đạo cái cẩu đó nó ngồi đó. Vì đêm á, vì những người mà người ta đi thả câu thả lưới đi xiệt đêm hôm đó nha, thì người ta bơi qua người ta thấy đó. Thì năm nay á, thì mình không biết vì sao mà năm nay tôi tháng này mà không không xả đê là nước không ngập đó, chứ nếu mà bình thường những năm trước là xả đê là về là ngập lúc rồi đó. Đó thì hôm nay á là mình cũng không biết là có hay không, thì cũng mạn phép xin phép cái nhà mình là mình đi thử, là mình sẽ đi lặn từ ngoài đầu cống đi vô một khoảng xa xa đi, rồi mình sẽ cúng kiến đặt cam ở cái vị trí đó và xem thử coi là bên trong này có hay không. Còn cái hầm này nữa, cái hầm này mình tính là cúng kiến đặt bên hầm này nữa nè nhưng mình chưa có làm tới, tại mình muốn thử nghiệm là bên trong này như thế nào thôi, coi nó có Ma Gia trong này hay không, tại vì nước mà theo con nước, tại cái đường kinh đường đường mương rất là nhỏ nha, đường cống nó rất là nhỏ, ngang chắc khoảng độ 2 2 3 mét gì đó. Đó thì tất nhiên là nó sẽ quay quần ở đây đó, theo mình nghĩ là vậy. Thì ok, thì cũng chưa biết như thế nào, thì đó là dự đoán theo dự tính thôi. Thì bây giờ thì mình sẽ quay sơ sơ coi nhà mình xem coi coi nó có ngồi ở đâu hay không, thì lúc đó mình sẽ kiếm vị trí nào đó thích hợp và cúng kiến đặt cam như cả nhà. Thì cả nhà ơi, thì đây á, là cái địa điểm mà mình đang quay kênh Sơn Ma Vlog. Đà, ở đây á, thì hôm trước á, mình thấy là dưới nước ở trên bờ ngồi đây cũng có nè, rất là nhiều. Và hôm nay là mình định là sẽ đi dài sâu vào bên trong cái nhà, theo cái đường mương này đi vào trong đây để cúng kiến đặt cam như theo một cái chỗ nào đó. Lúc đầu mình sẽ cúng định đến cúng đây này cả nhà. À, lúc đầu tính cúng đây nhưng mà ngặt, mình thấy nó cái bờ chỗ đó nó ra không được, phải mình bước cái đó mình được, mình đốt đồ cúng kiến vào đó được thì nó dễ lắm, cúng kiến đặt đây cũng được nữa đó. Để mình coi cái vị trí mình được không, nếu vị trí đặt cúng đi luôn được không ta, chắc được á. Nhưng mà mình đi không biết sao ra được ta, có nào ra được không. Và nó có mấy cả cọc cây với nước kìa, chắc bước ra được, mà đã là nước lớn nữa.
nếu còn không nữa mình sẽ đi vào bên trong này. Chỗ này cũng có mấy cái bãi nó bằng bằng nước rồi cả nhà. Này giống như chỗ này nè, những vị trí này là cái nhà mình có thể xem nó rất là rõ luôn, nó đặt như tư thế như thế này và cúng kiến ở cái vị trí mặt gặp mặt nước này, đặt như thế này cái nhà mình thêm rất là rõ luôn nha đó. Hoặc là góc này, tại vì này nó có một ngã ba nè cả nhà, đằng này thì có một ngã ba kinh nha, đây đằng này nó có một ngã ba kinh, đây đừng ra ngoài sông, đừng ra ngoài kinh lớn, đây đường đi đồng, còn đây là đường đi đâu không biết, có mép đây nè đó, đây là ngã ba đó. Theo mình nghĩ á thì đặt cái vị trí này á thì cũng khá là thích hợp, tại vì người thấy biết không, cái mặt kinh nó rất là thấp và mặt nước á, thì cái nhà mình xem rất là rõ. Nếu mà trong trường hợp mà ma da nó có xuất hiện thì cái nhà mình thấy rất là rõ. Ok đó, bên đây có cái đường đi qua này cái nhà, giống cái mương cái kinh gì tường tắc đó, đó. Còn bên khu vực bên đây thì có một cái hầm nữa mọi người, thì khi mà nước lên á thì sẽ ngập hết và cái hầm này cũng không ngoại lệ, sẽ ngập luôn. Thì tất nhiên là con ma da nó có thể lội từ bên khu vực bên kia lội qua cái hầm bên đây thì rất là rằng nó, và khi mà nước rút xuống á thì cái hầm này á đôi khi có khả năng là sẽ bị ma da ở trong này đó. Thì cái hầm phan mình hãy tính đi. Bây giờ là mình muốn đặt cam cúng kiến ở cái vị trí ở cái ngã ba xong rồi đi đó, thì xem như thế nào nha cả nhà. À rồi, cũng ở vị trí chỗ cái bậc à. Bây giờ mình đặt cam cho mày quay ra đây vậy và cũng ngay vị trí này coi thế nào nha cả nhà. Cái nhà ấy thì bây giờ không về dòng nữa, bây giờ Tú sẽ cúng kiến đặt cam ở vị trí này. Thì khu vực này á, thì mình không biết là nước sông hay cạn. Bên đây á, thì có một cái khu vực là một cái nhánh ra đây và cá muống thì rất là nhiều. Tôi biết như thế nào nữa, thôi bây giờ mình sẽ cúng kiếm đặt cam và xem thử như thế này cả nhà. Và xem thử có ma da hay không nha. Thì cả nhà ơi, thì lúc nãy á, là mình định là mình sẽ cúng kiến và đặt cam đằng cái chỗ ngã ba đằng kia đó mọi người. Nhưng mà khi mà mình đặt cam thử á, thì lại thấy cỏ khu vực đó nó cao quá đi. Rồi cái mình không đặt để được cúng này nọ thì nó phức, nó không có thấy rõ. Thì mình mới giờ ở đây thì mình thấy cái địa hình đây nè, nó đất nó bằng mặt nước. Với lại thì cái khu này á, thì nó rất là gần cái đầu cống ngoài kia. Thì từ đây mà ra tới ngoài đầu cống ngoài kia chắc khoảng 20-30 mét thì thôi, rất là rằng. Thì theo mình nghĩ cả nhà là cúng kiến và đặt cam ở đây á thì cái khả năng mà ma da nó xuất hiện khá là cao. Tại vì cái đầu cống ngoài kia thì cả nhà mình xem ở bên kênh Săn Ma Vlog thì cũng đã biết rồi là rất là nhiều dông ma da đó. Thì ở ngoài đầu cống một đầu, ở trong đầu cống đó, thì ở chính giữa là nó thông nước với nhau, là dưới có ống cống. Thì theo mình nghĩ thì có lẽ ma da là qua lợi đó. Mà bây giờ mình cúng kiến và đốt với tiền bạc đây cả nhà thì chắc chắn là sẽ thu hút đến. Và mình ở đây á, là mình muốn biết là tổng cộng cái khu vực này á, là có bao nhiêu ma da, chứ không phải là quay không muốn, ý là không phải là muốn quay những cái vòng đó, tại vì những vòng đó mình đang giúp bên kênh Sông Mau Lóc là mình muốn điều tra xem là ở đây có bao nhiêu vòng để mình giúp luôn cả nhà. Thì ok, bây giờ mình sẽ cúng kiến ở vị trí này và cả nhà mình đợi xem là khu vực cái kinh này, cái mương này có ma da hay không cả nhà. Bây giờ mình sẽ đốt nhang nha. Chút nữa mình sẽ đi lấy một ít rơm nữa nha. Lại đốt lửa đây nè. Coi thử ma da có đến hay không. Cắm được rồi. Gì?
Ê, vậy bay. Việc ấm 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 rồi ta. Bây giờ mình sẽ đi lấy gom nữa nha. Tắt nữa rồi tại. Mà gom mình nghĩ chắc cháy cũng không lâu nổi, tại gom cháy mau lắm. Chủ yếu đốt cho nó có lửa lặn. Thấy lửa lợi thôi cả nhà. Để mình đi lấy miếng gom mày. Mình đốt mình không đi ra luôn chứ không ở đây nữa nha. Mình thấy có gì đó lạ lạ thì gom cháy chân chạy. Rồi xích ra chút được để một hồi nữa cháy luôn đồ cúng. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài cả nhà.
cả nhà ơi. Để mình coi coi. Ở đây có nước. Ở đây có nước mà đồ cúng thì vẫn nguyên vẹn cả nhà. Để em quay cho cả nhà mình xem nha. Đây. Đây nước không? Nói chung thì có nước bạc thế nè, mà không biết là chắc nước của nó hay gì á. Thì cái nhà ơi, thì nãy giờ cái nhà chúng mình xem á, thì không biết là con ma da nó lên hay không, nhưng mình thấy đây nước rất là nhiều nè. Thì có gì cô chú anh chị mình xem có gì hãy comment dưới phần bình luận nha, và hãy like ủng hộ mình, và ai là chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo nha cả nhà. Thì ok, thì cảm ơn mọi người xem video rất là nhiều, chào cả nhà, hẹn mọi người tập sau nhé, bye bye.